Sách Thi Thiên chương 7. Cầu xin Đức Giê-hô-va bên vực khỏi kẻ ác. Thi Thiên do David sáng tác để ca ngợi Đức Giê-hô-va. Bài ca này liên hệ đến một người Benjamin tên là Cút. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con nương náu mình nơi Ngài. Xin cứu con khỏi mọi kẻ truy đuổi con và giải thoát con, kẻo chúng xé con ra như sư tử xé mồi và phân thây con ra từng mảnh mà không ai giải cứu. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, nếu con đã làm điều ấy và nhúng tay vào việc bất chính, nếu con lấy ác trả cho người sống hòa thuận với con và cướp bóc kẻ thù con vô cớ, thì con đáng bị kẻ thù đuổi kịp, chè đạp mạng sống con dưới đất và vùi dập danh dự con trong tro bụi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy và nổi giận, xin chống lại cơn giận hoảng của kẻ thù con. Xin thức dậy mà giúp đỡ con, Ngài đã định sự phán xét rồi. Hãy để các hội dân tụ họp quanh Ngài, Ngài từ trên cao ngự xuống. Đức Giê-hô-va phán xét các dân tộc. Lạy Đức Giê-hô-va, xin phân xử cho con theo sự công chính của con và theo sự thanh liêm nơi lòng con. Lạy Đức Chúa Trời công chính là đấng dò xét lòng dạ loài người. Xin chấm dứt sự gian ác của kẻ dữ, nhưng làm vững bền người công chính. Đức Chúa Trời là cái khiên của con, Ngài cứu vớt người có lòng ngay thẳng. Đức Chúa Trời là thẩm phán công minh, là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận với kẻ ác. Nếu một người không hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm. Ngài dương cung chờ sẵn. Ngài đã chuẩn bị khí giới hủy diệt và làm những mũi tên bằng lửa. Kìa! Kẻ dữ cưu mang gian ác, hoài thai hiểm độc và sinh ra dối trá. Hắn đào hầm, đào hố, nhưng lại té xuống hố đã đào. Tội ác hắn đổ lại trên đầu hắn và sự bạo hành dán trên trán hắn. Con sẽ cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự công chính của Ngài và ca tụng Đức Giê-hô-va là đấng chí cao. Sách Ma-thi-ơ chương 7. Sự xét đoán. Đừng đoán xét ai để các con khỏi bị đoán xét. Vì các con đoán xét người ta thế nào, thì họ cũng sẽ đoán xét các con thể ấy. Các con lường cho người ta mực nào, thì họ cũng sẽ lường cho các con mực ấy. Sao các con thấy cái dầm trong mắt anh em, mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? Sao các con có thể bảo anh em, để tôi lấy cái dầm khỏi mắt anh, trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cây dầm khỏi mắt anh em được. Các lời khuyên khác. Đừng cho chó những vật thánh, cũng đừng ném ngọc trai cho heo. E chúng chà đạp dưới chân và quay sang cắn xé các con chăng. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ cửa thì sẽ được mở. Có ai trong các con, khi con mình xin bánh lại cho đá, hay là xin cá mà lại cho rắn chăng? Vậy nếu các con vốn là người xấu, còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao? Vậy thì, bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó cũng nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít. Cách nhận biết tiên tri giả. Hãy đề phòng bọn tiên tri giả là những kẻ đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là muôn sói hay cắn xé. Các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hoặc trái vả nơi bụi tật lê bao giờ? Vậy, nếu cây lành thì sinh trái lành, còn cây độc thì sinh trái độc. Cây lành không thể sinh trái độc, còn cây độc cũng không sinh trái lành được. Bất cứ cây nào không sinh trái lành thì bị đốn và ném vào lửa. Như thế, nhờ bông trái, các con sẽ nhận biết được chúng. Không phải bất cứ ai nói với ta, lạy Chúa, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi.
Vào ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với ta: lạy Chúa, chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: hỡi kẻ làm ác, hãy lui khỏi ta, ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ. Phải làm theo lời Chúa. Vậy, ai nghe lời ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vần đá. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững vì đã được xây trên vần đá. Còn ai nghe lời ta nhưng không làm theo thì giống như người dại dột xây nhà trên cát. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xông mạnh thì nhà ấy sẽ sập, thiệt hại nặng nề. Khi Đức Chúa Giêsu phán những lời ấy xong, dân chúng kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy cách có thẩm quyền chứ không như các thầy thông giáo. Sách Các Vua Nhì, chương 5. Elise chữa lành bệnh phong hủi cho Naaman. Naaman, tướng chỉ huy quân đội của vua Aram, là một người có quyền thế và rất được tôn trọng trước mặt chủ mình, vì qua ông, Đức Giê-hô-va ban chiến thắng cho dân Aram. Tuy là một chiến sĩ dũng cảm, nhưng Naaman lại mắc bệnh phong hủi. Lúc ấy, các toán quân đột kích của Aram đi ra và bắt một thiếu nữ từ đất Israel đem về làm tớ gái cho vợ Naaman. Một hôm, nó nói với bà chủ: ôi, phải chi ông chủ con đến chỗ ông tiên tri ở Samari, ông ấy sẽ chữa cho ông chủ khỏi bệnh phong hủi. Naaman đem các lời này thuật lại cho chúa mình rằng: đứa tớ gái Israel có nói thế này, thế này. Vua Aram nói: thế thì ngươi hãy đi, ta sẽ gửi thư cho vua Israel. Vậy Naaman đi, đem theo 300 ký bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ quần áo. Ông đem bức thư trình cho vua Israel. Thư viết rằng: cùng với bức thư gửi đến ngài đây, tôi đã sai Naaman là cận thần của tôi đến với ngài để ngài chữa cho người khỏi bệnh phong hủi. Khi vua Israel đọc thư xong, liền xé áo mình và nói: ông ấy sai người đến với ta để ta chữa lành cho khỏi bệnh phong hủi. Ta đâu phải là Đức Chúa Trời, có quyền làm sống làm chết. Các ngươi phải biết và thấy rằng ông ấy kiếm cớ gây hấn với ta. Khi Elise, người của Đức Chúa Trời, nghe rằng vua Israel đã xé áo mình, thì sai người nói với vua: tại sao vua phải xé áo? Hãy bảo Naaman đến với tôi, thì ông ấy sẽ biết rằng trong Israel có nhà tiên tri. Vậy, Naaman với ngựa và xe đến dừng trước cửa nhà Elise. Elise sai một sứ giả nói với ông: hãy đi tắm 7 lần dưới sông Giô-đan thì da thịt ông sẽ lành và ông sẽ được sạch. Nhưng Naaman nổi giận, bỏ đi và nói: ta nghĩ rằng chính ông ấy sẽ ra đón ta, đứng gần mà cầu khẩn danh Giê-hô-va và Đức Chúa Trời của ông ấy, đưa tay qua lại trên chỗ bệnh và chữa lành cho ta. Hai sông ở Đa-mách là Abana và Bạc-ba chẳng tốt hơn nước sông ở Israel sao? Ta không thể tắm ở đó để được sạch sao? Vậy, ông quay lưng lại và giận dữ bỏ đi. Nhưng các đầy tớ đến gần ông và nói: cha ơi, nếu nhà tiên tri truyền bảo cha một việc khó, cha chẳng làm sao? Huống chi nay ông ấy chỉ bảo cha rằng hãy tắm thì được sạch. Vậy, ông ấy xuống sông Giô-đan tắm 7 lần theo như lời của người Đức Chúa Trời. Ông liền được sạch và da thịt trở lại như trước, giống như da thịt của một đứa trẻ. Naaman cùng đoàn tùy tùng trở lại gặp người của Đức Chúa Trời. Ông đến trước mặt Elise và nói: bây giờ tôi nhận biết rằng khắp trên mặt đất không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Đức Chúa Trời của Israel. Vậy xin ông vui lòng nhận món quà của đầy tớ ông. Nhưng Elise đáp: tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng tôi phụng sự mà thề rằng tôi không nhận gì cả. Naaman nài nỉ Elise nhận, nhưng ông vẫn từ chối. Cuối cùng, Naaman nói: nếu ông từ chối thì xin cho phép đầy tớ ông mang về số đất vừa sức chở của hai con la, vì từ nay đầy tớ ông sẽ không còn dâng tế lễ thiêu và sinh tế cho thần nào khác ngoài Đức Giê-hô-va. Nhưng xin Đức Giê-hô-va tha thứ cho đầy tớ ông điều này.
Mỗi khi chủ tôi vào đền thờ Rim Môn để thờ lạy thì vịnh cánh tay tôi, nên tôi cũng phải quỳ xuống trong đền thờ Rim Môn. Vậy xin Đức Giê-hô-va tha thứ điều ấy cho đầy tớ ông. Elise đáp, ông hãy đi bình an. Gehazi bị phạt mắc bệnh phong hủi. Khi Na-a-man rời khỏi Elise, đi được một quãng đường, thì đầy tớ của Elise, người của Đức Chúa Trời là Gehazi nghĩ thầm, kìa, thầy ta đã dè dặt không chịu nhận món gì của Na-a-man, người Aram, đã tự tay đem đến. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề rằng ta sẽ chạy theo để nhận lấy món gì của ông ấy chứ. Vậy Gehazi đuổi theo Na-a-man. Khi Na-a-man thấy Gehazi chạy theo sau mình thì nhảy xuống xe để đón và hỏi, mọi việc đều bình an chứ? Gehazi đáp, mọi việc đều bình an. Thầy tôi sai tôi nói với ông, vừa rồi có hai thanh niên là môn đồ của các nhà tiên tri từ vùng đồi núi Ephraim đến. Xin ông hãy cho họ 30 ký bạc và 2 bộ quần áo. Na-a-man nài nỉ, xin nhận 60 ký. Rồi ông lấy 60 ký bạc và 2 bộ quần áo để trong hai cái bao, trao cho đầy tớ mình đem đến trước mặt Gehazi. Lúc đến ngọn đồi, Gehazi lấy 2 cái bao khỏi tay họ, đem cất trong nhà mình, rồi cho họ trở về. Gehazi vào hầu thầy mình. Elise hỏi, Gehazi, con vừa đi đâu về? Nó thừa, đầy tớ thầy không đi đâu cả. Nhưng Elise nói, khi người ấy xuống khỏi xe để đón con, lòng ta chẳng ở với con sao? Bây giờ có phải là lúc để nhận tiền bạc, quần áo, vườn ô liu, vườn nho, chiên và bò, tôi trai và tớ gái sao? Vì vậy, bệnh phong hủi của Na-a-man sẽ dính vào con và dòng dõi con đời đời. Gehazi rời khỏi Elise và bị bệnh phong hủi trắng như tuyết. Sách Các Vua Nhì, chương 6. Lưỡi rìu nổi trên mặt nước. Môn đồ của các nhà tiên tri nói với Elise, thầy xem, nơi chúng con ngồi nghe thầy dạy thật quá chật hẹp cho chúng con. Xin cho chúng con đến bờ sông Giô-đanh, mỗi người sẽ đốn một cây, rồi tại đó cất một nơi ở cho chúng ta. Elise đáp, hãy đi đi. Một môn đồ thưa, xin thầy hãy cùng đi với các đầy tớ thầy. Ông đáp, ta sẽ đi. Vậy ông đi với họ. Khi đến bờ sông Giô-đanh, họ bắt đầu đốn cây. Nhưng có một người đang đốn cây thì lưỡi rìu văng xuống nước. Người ấy kêu lên, thầy ơi, cái rìu này con mượn của người ta. Người của Đức Chúa Trời hỏi, nó rơi ở đâu? Người ấy chỉ chỗ nó văng xuống. Elise chặt một khúc cây ném xuống chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên. Ông bảo người ấy, hãy cầm lên đi. Người ấy đưa tay ra cầm lấy lưỡi rìu. Quân Aram bị phạt mù mắt. Lúc bấy giờ, vua Aram giao chiến với Israel. Vua bàn với các quan tướng của mình, ta sẽ đóng quân tại chỗ này, chỗ nọ. Người của Đức Chúa Trời sai nói với vua Israel, hãy thận trọng, đừng đi ngang qua chỗ ấy, vì quân Aram đi xuống đó. Vậy, vua Israel sai người đến chỗ mà người Đức Chúa Trời đã báo cho mình và luôn thận trọng tại những chỗ ấy. Elise thường báo trước như thế, không phải chỉ một hai lần mà thôi. Việc này làm cho vua Aram điên tiết lên nên gọi các thuộc hạ đến và hỏi, chẳng lẽ các ngươi không báo cho ta biết ai trong chúng sẽ theo phe vua Israel sao? Một người trong những thuộc hạ đáp, tâu bệ hạ là chúa tôi, chẳng ai trong chúng tôi cả. Nhưng chính Elise, nhà tiên tri của Israel, đã cho vua Israel biết những điều bệ hạ nói trong phòng ngủ của mình. Vua ấy bảo, hãy đi tìm xem ông ấy ở đâu, ta sẽ sai người đến bắt. Người ta cho vua biết, ông ấy ở Đô Thang. Vậy vua phái đến đó một lực lượng hùng hậu với ngựa và xe. Họ đến nơi lúc ban đêm và bao vây thành. Đầy tớ của người Đức Chúa Trời dậy sớm và đi ra ngoài thì thấy quân lính với ngựa xe đang bao vây thành. Anh ta nói với Elise, thầy ơi, chúng ta làm sao đây? Ông bảo, đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Rồi Elise cầu nguyện, lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt đầy tớ của con để nó thấy được.
Đức Giê-hô-va mở mắt người đầy tớ, và anh ta thấy núi đầy những ngựa và chiến xa bằng lửa đang bao quanh Ê-li-sê. Lúc quân A-ram kéo xuống phía Ê-li-sê, thì ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va: Xin Chúa khiến quân ấy bị mù. Ngài khiến chúng bị mù như lời Ê-li-sê cầu xin. Ê-li-sê nói với chúng: Đây không phải là đường, đây cũng không phải là thành. Hãy theo tôi sẽ dẫn các anh đến người mà các anh tìm kiếm. Rồi ông dẫn chúng đến Samari. Vừa khi chúng vào Samari thì Ê-li-sê cầu nguyện: Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho những người này để chúng thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt chúng, và chúng thấy mình đang ở giữa thành Samari. Khi thấy chúng, vua Israel hỏi Ê-li-sê: Thưa cha, tôi phải giết chúng không? Tôi phải giết chúng không? Ê-li-sê trả lời: Đừng giết chúng. Vua có giết những người mà vua dùng gươm và cung bắt làm tù binh không? Hãy dọn bánh và nước cho chúng ăn uống, rồi để chúng trở về với chủ mình. Vậy vua dọn tiệc lớn đãi chúng. Khi chúng ăn uống xong, vua thả chúng trở về với chủ mình. Từ đó, những toán quân Aram không còn đột kích lãnh thổ Israel nữa. Thành Samari bị bao vây. Nhưng ít lâu sau, Ben-Hadad, vua Aram, tập hợp toàn quân kéo lên bao vây thành Samari. Vì thành bị bao vây lâu ngày, nên ở Samari xảy ra nạn đói trầm trọng, đến nỗi một đầu lừa bán 80 miếng bạc và một bát nhỏ phân bồ câu bán 5 miếng bạc. Khi vua Israel đang đi lại trên tường thành, thì có một phụ nữ kêu cứu với vua: Ôi bệ hạ chúa tôi, xin cứu giúp tôi. Vua trả lời: Nếu Đức Giê-hô-va không cứu giúp ngươi thì ta lấy gì để giúp ngươi? Đâu còn gì ở sân đập lúa hay tại bàn ép rượu nho. Rồi vua hỏi bà ấy: Ngươi có việc gì? Bà ấy thưa: Bà này nói với tôi, hôm nay hãy đem con trai chị ra đây để chúng ta ăn thịt nó, rồi ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con trai của tôi. Vậy chúng tôi đã nấu con tôi và ăn thịt nó. Hôm sau, tôi nói với bà ấy, hãy đem con chị ra đây để chúng ta ăn thịt nó, nhưng bà ấy đã giấu con mình. Khi nghe những lời của người phụ nữ này nói xong, thì vua liền xé áo mình. Lúc ấy, vua đang đi lại trên tường thành nên dân chúng có thể nhìn thấy vua đang mặc áo sô. Vua thề rằng, nguyện Đức Chúa Trời phạt ta cách nặng nề. Nếu hôm nay đầu của Ê-li-sê con Sa-phát còn ở trên vai nó. Đang lúc Ê-li-sê ngồi trong nhà với các trưởng lão, thì vua sai một người trong đám quần thần đi tìm ông. Nhưng trước khi sứ giả đến, Ê-li-sê nói với các trưởng lão: Các ông có thấy kẻ sát nhân ấy sai người đến chém đầu tôi không? Hãy xem, vừa khi sứ giả đến, hãy đóng cửa lại và giữ chặt cửa, đừng cho hắn vào. Chẳng phải tiếng bước chân của chủ hắn theo sau hắn đấy sao? Trong khi Ê-li-sê còn đang nói với họ, thì sứ giả đến và nói với ông: Tai họa này đến từ Đức Giê-hô-va, vậy tại sao ta còn trông đợi Đức Giê-hô-va làm gì nữa?